Trong chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi lần này thì chúng tôi muốn đề cập đến câu hỏi của một vị khán giả có tên là Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung câu hỏi xoay quanh việc góp vốn mua đất. Tuy nhiên khi công ty bất động sản bị phá sản thì giải quyết quyền lợi giữa khách hàng và ngân hàng cho vay như thế nào? Nội dung câu hỏi cụ thể như sau. Vào cuối năm 2014, gia đình tôi có mua theo dạng được chuyển nhượng một lô đất thuộc dự án của công ty phát triển khu công nghiệp Sài Gòn, gọi tắt là Sài Gòn IPD, từ một người chủ đất. Hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng xác nhận và giao dịch đã được hoàn thành. Đất chưa có sổ đỏ vì đây là hợp đồng góp vốn. Tôi có một số băn khoăn sau đây. Thứ nhất, nếu công ty đã đem sổ đỏ toàn dự án đi thế chấp ngân hàng và khi công ty tuyên bố phá sản thì tranh chấp giữa người mua thứ cấp và ngân hàng sẽ giải quyết ra sao? Thứ hai, làm sao để biết được công ty đã thế chấp sổ đỏ hay chưa khi mà công ty chỉ xuất trình giấy photo sổ đỏ khi được hỏi đến? Thứ ba, nếu như đã biết được sổ đỏ của dự án đã bị công ty cầm cố thì người mua thứ cấp phải làm sao để đòi lại chủ quyền lô đất mình đã cho mua? Và sau đây thì luật sư Huỳnh Văn Nông, giám đốc của công ty luật SH Law sẽ giải đáp thắc mắc của quý khán giả. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Trước nhất, tôi cũng xin chia sẻ với bạn rằng là nếu như cái hợp đồng của bạn mà được xác định rằng là đây là hợp đồng hợp tác kinh doanh thì cái doanh nghiệp mà bạn hợp tác mà phá sản thì đương nhiên cái số tiền này của bạn sẽ bị mất. Trường hợp thứ hai, nếu xác định là đây chỉ là một cái hợp đồng mua nhà trả trước thì nếu như cái doanh nghiệp mà bạn mua nhà bị phá sản thì trong trường hợp này bạn sẽ trở thành một cái chủ nợ không có bảo đảm. Một cái vấn đề nữa bạn quan tâm thì bạn muốn biết là cái dự án này có thế chấp hay chưa thì liên lạc ở đâu, liên hệ ở đâu để biết cái thông tin. Thì theo quy định hiện hành thì bạn có thể liên hệ với lại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường để biết được thông tin rằng là cái thửa đất mà xây cái chung cư bạn mua là có thế chấp cho cái đơn vị tổ chức nào hay không thì tại đây sẽ có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho bạn. Một vấn đề nữa là trong trường hợp là cái thửa đất này đã thế chấp nhưng mà chủ đầu tư không có thông báo cho bạn và ký bán căn hộ cho bạn thì bạn muốn lấy lại tiền thì trường hợp này bạn sẽ kiện ra tòa án và đề nghị tòa án tuyên bố cái hợp đồng mà mua nhà trả trước của bạn với chủ đầu tư là vô hiệu vì một cái lý do rằng là cái pháp luật hiện hành không cho phép bán một cái tài sản đang thế chấp. Thì trong cái trường hợp này lỗi sẽ được xác định là lỗi do cái người bán đất, ở đây là cái chủ đầu tư. Thì ngoài cái chuyện bạn nhận lại cái khoản tiền đã mua trước đây cũng có thể đề nghị là bồi thường thiệt hại do cái chủ đầu tư có lỗi trong cái trường hợp này. Thân ái chào bạn. Như vậy là quý vị vừa theo dõi chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi về nhà đất. Mọi thắc mắc cần giải đáp về những vấn đề liên quan đến nhà đất, quý vị vui lòng gửi thư vào địa chỉ email bản tin địa ốc@bnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến các luật sư chuyên ngành và giải đáp thắc mắc của quý khán giả trong bản tin địa ốc phát sóng vào hàng tuần. Và quý vị cũng có thể xem lại các giải đáp thắc mắc của luật sư tại mục những câu hỏi liên quan đến nhà đất trên trang YouTube FBNC Việt Nam.